Đây là một bộ phim về chàng trai phản bội giống loài chỉ vì anh sẽ có đôi chân mới và được cưới công chúa Xì Chum. Thực ra thì anh được nhiều phết. Trong phần này anh sẽ cùng công chúa Xì Chum đẻ con. Nhưng đây không phải là phim về quá trình sinh sản của nhà Jack Sully, mà là quá trình chạy trốn và đấu tranh của họ với những kẻ thù mới, trong thể xác mới, với máy móc hiện đại mới từ hành tinh cũ. Oh Se-hun, cả nhà ra đảo. Tóm tắt nhanh phần trước, ta có Jack Sully, một cựu binh có chức năng của một chiếc Land Rover, lăn bánh qua mọi địa hình. Jack có một người em trai song sinh đã hy sinh. Jack được gọi để tham gia một chương trình gọi là Oh Se-hun, thay vị trí em trai mình, vì đây là việc mà chỉ người cùng mã gen mới làm được. Nghe cứ như kiểu buôn bán nội tạng. Chương trình này là chương trình chuyển sinh thành người Na'vi. Mục tiêu là để thăm dò thế giới mới, tình báo cho quân đội. Jack gặp một cô gái Na'vi tên Neytiri. Jack tăng cân nứng. Jack thấy con người phá hủy nhà của người Na'vi. Jack giảm tình yêu đồng loại. Thế là Jack đổi phe, cùng người Na'vi đánh đuổi quân người xâm lược và trở thành tộc trưởng ở xứ sở này và chồng của Neytiri. Hết phần 1, sang phần 2. Họ đã hoàn thành ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ. Đây là Neteyam, anh cả, nghe lời bố, tốt với các em, nhưng thiếu chính kiến, hay bị thằng em rủ chơi ngu. Loak, anh thứ, có chính kiến của anh là thích thể hiện và không nghe lời bố, hay rủ anh mình chơi ngu. Thúc, em út, ở đây để phim có sự cú te, hay đi theo hai thằng anh chơi ngu vì không ai thích ở nhà với một ông già khó tính. Kiri, con nuôi, thân với Thúc, đi theo cậu để x2 sự cú te. Cô con nuôi Kiri từ đâu mà ra? Bụng mẹ cô, dĩ nhiên rồi. Và mẹ cô là Grace, một tiến sĩ từng là bạn của Jack. Năm xưa, các pháp sư Na'vi cố gắng cứu bà bằng cách nhờ cây thần Awa. Thần Awa không cứu mà lại khiến bà có bầu. Nói câu này xong nghe thần có vẻ ái tử thi phết. Grace hạ sinh Kiri, rồi trở thành một cọng rau. Nói chung là sau khi ông đại tá qua Rick, kẻ phản diện ở phần 1 bị đánh bại, dân tộc Na'vi được giải phóng, con người đã bị đuổi khỏi hành tinh Pandora. Chỉ còn lại một số ít nhà khoa học không có ý xấu ở lại nghiên cứu, và đặc biệt có thêm một thằng cu tên là Spider. Do bé quá nên không ngủ đông để về trái đất được. Cu này cũng chính là con trai của Quadric, nhưng vì được nuôi lớn ở môi trường thân thiện nên Spider lại rất hòa đồng với các bạn Na'vi, đặc biệt là gia đình nhà Jack. Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến khi con người quay trở lại, hầm hố hơn, máy móc hơn, tốn CGI hơn và biết mình cần phải làm gì hơn. Trận chiến giữa người Na'vi và con người lại tiếp tục. Con người phá hủy rừng cây, đẩy người Na'vi từ cảnh chui hang chuyển lên núi sống nhưng vẫn chui hang. Đấy là tình hình chung, còn tình hình riêng thì đại tá Quadric đã quay trở lại trong thân xác của người Na'vi. Thông qua chương trình chuyển sinh online bằng công nghệ AI, quân đội đã cấy trí nhớ của Quadric vào một cơ thể người Na'vi. Đại tá bây giờ có thể tiếp tục hành trình đánh người Na'vi là phụ, trả thù Jack là chính. Bây giờ đánh nhau mới công bằng, lần trước bị lệch hạng cân. Ông gặp bà đại tướng, với sự chỉ huy của bà thì con người bây giờ mạnh vãi cả lìn. Công trình thành phố cứ gọi là san sát, phân lô bán nền các thứ chuẩn chỉ từng cm. Nhưng tôi tưởng quy hoạch là việc của bộ xây dựng. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là con người đã huy động quân để đánh chiếm Pandora luôn, chứ không còn đào than kiếm mấy xu lẻ như trước. Vì trái đất bây giờ xuống cấp lắm rồi, vòi nước công cộng chảy ra toàn Milo. Con người cần một hành tinh mới, right now. Người Na'vi thì dĩ nhiên là không thể ngồi yên nhìn Pandora bị xâm lược. Jack với trách nhiệm của một tộc trưởng thường xuyên dẫn quân của mình chống phá con người. Hai thằng con của anh là Neteyam và Loak cũng đi theo để làm trinh sát giúp bố. Nhưng mà một hôm Loak muốn thể hiện, tự ý lao xuống chiến trường, Neteyam lại phải đi theo thằng em để bảo kê cho nó. Jack từ xa thấy hai thằng con thì vui lắm. Thật tuyệt vời, cuối cùng con của mình cũng đã trưởng thành, biết tự giúp bố mà không cần phải nhờ. Mà ừ nhở, qua nhờ đâu, bọn nó ở đây thì ai trinh sát? Và vì không có người trinh sát nên là họ bị đánh úp bởi một phi đội. Chúng xả hai quả tên lửa vào đầu hai thằng con. Jack lo lắng chạy đến, thằng báo Loak không xứt đến cái móng tay, còn thằng lớn Neteyam thì tí nữa liệm. Cả nhà trở về căn cứ với trạng thái không vui lắm. Bố đã nói gì trong bộ luật gia đình? Không được ăn cơm trước người lớn ạ. Không phải luật đấy, luật khác cơ. Không được tè vào bát cơm của bà ngoại ạ. Luật khác. Không được hành động một mình ạ. Biết tại sao con bị cấm túc chưa? Nhưng con có bị cấm. À con hiểu rồi. Sao anh khó tính với con thế? Nó trẻ con, nó có biết cái gì đâu. Một là để anh dạy nó, hai là để khẩu P90 này dạy nó. Jack vốn quen với kỷ luật nhà binh và đó là cách duy nhất mà Jack có thể dùng để thể hiện tình thương. Nhưng trong khi Jack còn đang loay hoay dạy con thì quân địch đội lốt quân ta đang tới. Bấy lâu nay người Na'vi an toàn là do vùng núi hiểm trở của Pandora có mấy con chim khổng lồ ngoe nguẩy. Nhưng mà giờ đại tá Quadric phiên bản Na'vi đã có thể xâm nhập vào căn cứ của Jack thoải mái. Ông quay trở lại chỗ mà phiên bản Quadric con người bỏ mạng. Loak, Spider, Zook và Kiri đang check map quanh đây thì vô tình nhìn thấy. Như một trinh sát thông minh, Loak gọi ngay cho bố. Như một người chỉ thông minh trong việc trinh sát, Loak bị bắt ngay. Jack không muốn mồ côi con, vội lao như bay đi cứu. Trong lúc đó, đại tá Quadric bắt đầu làm quen với các cháu và nhận ra ngay là mình vừa vớ bở được lũ con của Jack. Vì tay của chúng có 5 ngón, chứng tỏ chúng là con lai giữa con người với con Na'vi. Con Na'vi bản địa chỉ có 4 ngón thôi. Nhưng mà lại thêm thằng nào nữa đây? Sao da mày trắng? Đuôi mày đâu? Mày là con gì? Con mẹ... Quadric ngắm nghía một lúc thì biết ngay thằng cu này là con mình. Hay nói đúng hơn là con của Quadric phiên bản người. Thế là đại tá gọi cho bà tướng đến mang con tin về. Trong lúc chờ đợi thì ông xem lại video ghi hình còn sót lại từ trận chiến năm xưa, thấy phiên bản người của mình bị hạ gục bởi hai con Doraemon ngoại cỡ.
Và biết gì không, hai con Doraemon đó tới rồi nè. Nettayam phải ở lại trông chừng. Trông cái gì tôi cũng chả biết, bởi vì mấy đứa trẻ con bị bắt sạch còn đâu. Jack và Neytiri thì giải cứu lũ trẻ. Jack luồn ra sau hạ một tên. Neytiri thì cứ gâu gâu ằng ằng báo hiệu cho các con là mình sắp hành động. Mấy đứa con hiểu ý thì Kiri hát khiến kẻ địch phân tâm. Không hiểu sao con bé lại hát. Chắc con bé tưởng mình là Trấn Thành. Loak dùng bóng khói bỏ trốn. Túc dùng mồm nhưng mà có tác dụng. Neytiri thì găm tên vào đầu từng kẻ thù một. Nhận ra thủ cũ đã rủ nên đã tới. Quaric chuyển sang tay bắt mặt mừng tìm người quen cũ, nhưng lại sai thằng đệ vòng ra sau ám toán. Neytiri motherfucker không quen, nhưng cũng giả vờ chào hỏi hắn để câu thời gian cho các con chạy trốn. Tên lính đi ra sau chuẩn bị bắn Neytiri thì bị Nettayam hạ gục. Thế là hai bên lại bắn nhau chí chóe, rồi cả nhà ôm nhau bỏ chạy. Spider không may trượt chân, Neytiri thì kiểu chị không biết, chị mù. Thế là cả nhà chạy thoát. Thôi cũng chẳng sao, Spider nó cũng chẳng phải nhà mình. Sau đó cậu bị đưa về căn cứ con người. Và cậu trông rất là dũng cảm, nếu là người Na'vi còn... Vì cậu là con người nên là nhìn cậu y như tặc răng. Nhưng mà thằng tặc răng này biết nói tiếng người, nên bà đại tướng tra tấn cậu để moi thông tin về người Na'vi. Thấy thằng con mình chưa trăm ngày nào bị hành hạ, Quaric cũng thương thương nên xin được vào tâm sự với con mình. Nghe đây, mày không phải con tao, nhưng mày có muốn đi dạo không? Không phải vì tao cô đơn đâu. Spider thì ok, thế thì hay quá. Quaric biết là Spider sống theo lối người Na'vi. Để khuất phục cậu thì hắn phải là một người Na'vi đã, và hắn sẽ để Spider dạy hắn làm điều đó. Ở nhà, Jack đang thấp thỏm lo lắng. Anh nghĩ thông tin của Na'vi đang bị đe dọa, vì anh biết kiểu gì con người cũng moi được thông tin từ Spider. Thế nên là cả nhà phải đi ngay, không là sẽ liên lụy đến mọi người. Tôi không chắc đây có phải là ý hay hay không ấy, bởi vì mục tiêu cuối cùng của con người dù gì cũng là tiêu diệt Na'vi mà, chứ có phải là giết mỗi Jack đâu. Jack đi thì vấn đề vẫn còn đó mà. Nhưng mà Jack đã quyết định rồi thì cả nhà sẽ nghe theo. Thế là Jack trao lại chức tộc trưởng cho người khác và cùng gia đình của mình rứt áo ra đi để bảo vệ mọi người. Sáu người bay ra khơi, bay xa thật xa. Xa mãi tôi ngủ một giấc con mẹ trong rạp rồi mà vẫn còn đang bay. Nhưng mà cuối cùng thì họ đến một hòn đảo, nơi sinh sống của tộc Na'vi người cá, với lối sống làng chài khác biệt hoàn toàn. Tả cho dễ hiểu thì giống như kiểu người Cao Bằng mà xuống Quảng Ninh sống ấy, chắc vậy. Jack gặp tộc trưởng Tonowari của tộc người cá ở đây, xin ông cho gia đình của mình tá túc và hứa sẽ chăm chỉ học hỏi làm việc. Nóc nhà của tộc trưởng mới đi ra bĩu môi với họ, chê rằng họ không hợp với biển. Đây này, đuôi bé tí này thì bơi kiểu gì, áo của chùm cuối không có mà mặc thì làm sao mà ở đây được. Thế là bà đuổi khéo gia đình của Jack đi. Trừ khi họ lên ngay shop chung cuối, shop bán áo chính thức của The Reviewer, để mua ngay cho mình con áo xịn sò để có thể trở thành một người Na'vi Quảng Ninh chính thức. Bên cạnh đó còn có vô vàn những món đồ khác cũng xịn sò không kém của chùm figure, chùm sticker, người chơi Lego. Tất cả đều đang áp dụng rất nhiều chương trình khuyến mãi, link chi tiết ở phần mô tả và bình luận. Jack nghe xong quảng cáo vẫn không chịu. May mà có tộc trưởng ra mặt bàn bạc lại với vợ, vì ông biết đến danh tiếng của Jack từ sau vụ chống lại con người nhiều năm về trước. Nhưng mà điều kiện là Jack không được mang tai họa đến đây. Điều kiện này thì dĩ nhiên là Jack không làm được, nhưng mà mồm anh lại đồng ý. Thế là từ giờ họ trở thành người Quảng Ninh và phải làm quen với cuộc sống mới. Ai cũng mệt, ai cũng buồn, chỉ có mỗi Loak là sướng, vì anh là học sinh chuyên địa, vừa đến đã địa ngay con gái của tộc trưởng người cá tên là Siraya. Những ngày tiếp theo, gia đình Jack tập luyện để trở thành người cá, ăn như cá, quyện nhau với cá như cá. Nhìn chung là nhà Jack đang hòa nhập tốt, nhưng mấy đứa người cá thì lại không thích người ngoài, trong đó có cả thằng con trai của tộc trưởng tên là Aonong. Chúng nó hùa nhau và bắt nạt Kiri. Thế là Loak đành tiến đến để cản chúng. Thế là Nettayam đành tiến đến để cản Loak, nhưng Loak mặc kệ và đánh đám người cá. Thế là Nettayam bèn hùa với Loak luôn. Lũ trẻ đánh nhau nhặng xị, và khi về đến nhà thì dĩ nhiên là hai anh em bị bố mắng. Bố đã nói gì trong bộ luật gia đình? Không hành động một mình ạ. Không đấm con cán bộ. Làm gì có điều đó trong luật gia đình ạ? Giờ thì có rồi đấy, vì bố không còn là cán bộ nữa. Thế là Jack bắt Loak đi tìm Aonong xin lỗi. Aonong thì cũng vừa bị bố mắng, bèn bảo hay là thôi xí xóa, đi chơi với bọn tớ đi. Thế là Loak cũng chẳng nghĩ ngợi gì, đi theo bọn nó đến vùng nước cấm. Ai dè đến nơi thì chúng nó trốn về mất, để lại Loak mù đường giữa biển khơi. Cậu bị một con cá chê tấn công và được một con cá chê Supreme giải cứu. Loak thấy trên người con cá chê Supreme có cái lao nên giúp nó rút ra. Thế là hai đứa thành bạn thân. Đêm đến, chưa thấy thằng em về, Nettayam đi hỏi Aonong thì mới lòi ra trò chơi khăm ngu si của đám người cá. Loak mà không được con cá chê đưa về thì đã bỏ mạng rồi. Nhưng lần này cậu nhận hết trách nhiệm để bảo vệ Aonong và cộng 50 điểm thiện cảm với bọn trẻ người cá. Từ đó đám trẻ mới thân với nhau hơn. Loak kể về con cá chê cứu mình thì biết được bọn cá chê này được gọi là Tukun. Và cái con Tukun đã cứu cậu thì là con Tukun Itachi, vì nó giết đồng loại và cả người Quảng Ninh rồi bỏ trốn khỏi bầy. Loak không tin, vì rõ ràng nó vừa cứu mạng cậu tận 2 lần. Và nếu mà nó muốn giết cậu thì nó đã làm thế từ lâu rồi. Thế là cậu đi tìm con cá chê, đặt tên nó là Hải. Thực ra đấy là tên tôi bịa ra ấy, có thể là nó tên Huy chứ, chả ai biết. Vì cũng hay bị coi là đứa trẻ ngỗ nghịch nên Loak dễ kết thân với Hải. Dần dần thì Hải thấy Loak cũng tốt nên là quyết định cho Loak quyện nhau với mình.
và Loak thấy được quá khứ oan ức của Hải. Cậu không hề giết các tu cún khác, bầy của cậu bị con người giết hại, chỉ có mỗi cậu sống sót. Và cư dân người cá thì cứ mồm năm miệng 10 đổ oan cho cậu giết đồng loại. Thế là Loak lại càng thương cảm cho bạn mình hơn. Trong khi đó, các anh em khác trong nhà cũng đi chơi. Họ được Aonung và Tashiraya dẫn đến cái linh hồn của người Navi Quảng Ninh. Kiri quyện nhau vào cái cây, cô bé gặp lại mẹ của mình trong tâm thức. Hai mẹ con tay bắt mặt mừng. Nhưng mà ở bên ngoài thì Kiri động kinh. Tôi không muốn xấu tính nhưng mà có vẻ là Kiri tiếp tục mồ côi thì an toàn hơn. Động kinh nhiều chết não mất. Kiri sau đó được đưa về nhà. Chết gọi người bạn nom của mình từ Cao Bằng đến giúp. Sau một hồi chữa trị mà công nghệ cao không giúp ích gì lắm, vợ tộc trưởng đi vào với một mớ đồ nghề đông y. Chọc chọc một tí thì Kiri khỏe lại. Nom nói với Jack rằng khả năng cao Kiri là giáo sư X. Nếu đây là phim X-Men, còn trong phim này thì cô bé có dấu hiệu bị điên. Trong lúc đó ở bên ngoài đại dương có cả đống con Tukun bơi đến. Theo tin ngưỡng của người Navi Quảng Ninh thì Tukun là những người bạn tâm giao thân thiết. Mọi người đều vui chơi với Tukun mà không hề biết rằng Tukun nó bị đe dọa bởi một thế lực. Thế lực đó dĩ nhiên là con người rồi. Đại tá Quarik sau khi có Spider đã được cậu hướng dẫn để trở thành người Navi Rep 11. Bước đầu tiên là phải có chim to, sau đó là học tiếng Navi. Bước thứ ba là chờ tín hiệu về Jack mà đại tá chẳng mất công tìm làm con mẹ gì, bởi vì Nom vừa dùng máy bay để di chuyển nên là quân đội đã bắt được tín hiệu, phát hiện ra Jack và gia đình đang ở Quảng Ninh. Cảm ơn Nom nhé. Quarik sau đó tiếp quản một con tàu đánh cá, có nhiệm vụ đi săn Tukun. Hắn bắt đầu tìm Jack bằng cách đe dọa các làng trên biển, nhưng mà thấy thằng cu Spider khóc lóc van xin các thứ quá nên Quarik cũng nương tay phần nào. Nhận ra một liên hệ giữa người cá và Tukun, hắn nghĩ ra một phương án khác để dụ Jack xuất hiện, đi bắt Tukun. Ngay sau đó, Quarik được trải nghiệm một khóa bắt Tukun vỡ lòng. Kết quả thu lại được là một dung dịch trong não Tukun có tác dụng giúp con người giảm lão hóa, và nó đắt vãi nhái vì ai mà chả muốn sống lâu. Con Tukun mà họ vừa bắt tình cờ kiểu gì lại là bạn tâm giao của bà vợ tộc trưởng. Quá đỗi phẫn nộ, người Navi Quảng Ninh quyết kháng chiến. Jake lại lôi quyển giáo dục công dân ra, bảo mọi người là đánh nhau không giải quyết được cái gì hết, cứu người, bảo vệ người thân mới là quan trọng. Cảm ơn Jack, những ý kiến của anh nghe hèn phết. Jack đành phải đề nghị tộc trưởng người cá ra lệnh cho người dân đi thông báo cho Tukun về những chiếc lao định vị. Nếu đã bị nó ghim trúng thì trước sau gì con người cũng tìm tới. Loak nghe xong thì lo lắng cho thằng Hải, cậu lại lao ra biển. Netayam, Aonung và Sireya, Kiri và Tuk đuổi theo ngăn cản. Và ối rồi ôi, đúng như Loak lo lắng, Hải vừa bị găm một chiếc lao vào thân. Trong lúc đám nhóc đang giúp Hải gỡ cái lao ra thì Quarik đã đến và nhận ra đám con của Jack. Netayam lập tức gọi cho bố Jack. Bố Jack ngay lập tức đi gặp tộc trưởng và thông báo việc Tukun bị tấn công, lũ trẻ đang gặp nguy. Tộc trưởng bèn ra lệnh cho tộc Navi Quảng Ninh xuất trận ngay và luôn. Trong thời gian mọi người di chuyển thì đám nhóc đã gỡ được cây lao, nhưng quân của Quarik cũng đã đến. Loak, Tsireya, Zook bị bắt. Kiri và Aonung chạy được nhờ vào sức mạnh siêu nhiên đến từ bệnh động kinh của Kiri phát huy tác dụng. Nghe hơi tật nhưng mà lại mạnh. Kiểu giáo sư X. Jack đã đến nơi nhưng quá muộn. Lần này anh không thể giáo dục ai được nữa, vì cả đống chuyện này xảy ra là do anh. Quarik yêu cầu Jack đến một mình và anh đành phải chấp thuận. Người Navi Quảng Ninh chỉ có thể đứng yên không làm gì. Đột nhiên, Hải phi từ dưới biển lên, quẩy nát thuyền của con người. Nhân cơ hội, người Navi lao lên, trận chiến nổ ra. Người Navi lao vào từ tứ phía. Người Navi tả xung hữu đột, trên xung dưới đột, ngoài xung trong đột, nói chung là đánh nhau loạn xạ, tôi không kể hết được. Quân con người vỡ trận. Ở bên trong, Spider cũng làm loạn trong phòng điều khiển, khiến con tàu đâm thẳng vào mỏm đá. Netayam nắm cơ hội lao lên tàu để cứu các em, nhưng bằng một cách nào đó thì Kiri lại bị bắt. Sireya và Tuk quay lại cứu thì Tuk lại bị bắt. Sireya chuẩn được. Netayam và Loak lại phải quay lại cứu các em, nhưng trước đó thì họ đã cứu được Spider. Trên đường trở ra, Netayam vô tình trúng đạn, khiến Loak mặt đần cả ra. Cậu đưa anh trai về chỗ bố mẹ, chỉ kịp để Netayam nói lời từ biệt cuối và chúc Loak sẽ vui với cái bộ luật gia đình của bố. Sau đó Netayam qua đời. Hận thù đã chạm ngưỡng đủ để chấm bún đậu với xì dầu. Jack và Neytiri bảo Spider dẫn đường đến boong tàu để cứu Kiri, Tuk và trả thù cho con trai. Hai bên lại mặt đối mặt. Quarik kề dao đe dọa Kiri, Jack sợ đái. Neytiri kề dao đe dọa Spider, Jack vẫn sợ đái. Nhưng mà anh sợ đái cùng với Quarik. Quarik thì mồm bảo đâm đi, nhưng mà tay ra hiệu đừng đâm. Jack lại lôi sách ra và bảo vợ mình bình tĩnh, cứu người là quan, cứu con có phải là bắp chi đâu mà cứ là cứu suốt. Quarik ném chuột sợ vỡ lọ nên là để Kiri đi. Neytiri cũng dắt díu con chạy thẳng, để lại Jack và Quarik lao vào phang nhau. Lửa giờ đã vây khắp nơi nên mọi người phải cố trốn cho nhanh. Zook vô tình bị kéo xuống toa tàu, buộc Neytiri phải bơi theo. Toa tàu ngập nước, họ không thể tìm được lối ra. Ở phía bên trên, Jack và Quarik vẫn đang đánh nhau, nước qua đầu rồi vẫn đánh nhau. Kết quả là hai ông chết nhạt. Loak sau khi bình tĩnh lại thì đã đến cứu bố. Kiri với sự dẫn dắt của thần Ewa đã cứu được mẹ và Tuk, cả gia đình cuối cùng lại được đoàn tụ. Spider sau một hành trình dài với Quarik thì cũng sinh lòng quý hắn, và một chút tình cảm đó đã khiến cậu lặn xuống để kéo hắn lên. Quarik muốn Spider theo mình, nhưng mà Spider cũng chỉ ân tình đến đó thôi và quay trở lại với nhà của Jack. Ngay đêm hôm đó, đám tang cho Netayam được tổ chức với sự tiếc thương của cả nhà Jack và người tộc người cá. Sáng hôm sau, Jack xin phép tộc trưởng rời đi, đến báo một nơi khác. Tộc trưởng không cần Jack phải đi đâu, đến đây báo chán rồi ăn cho đi.
ở lại mà xử lý đống mình gây ra. Và quan trọng hơn hết là phải bảo vệ mọi người và bảo vệ quê hương. Chí ít là quyển sách giáo dục công dân và bộ luật gia đình của Jack đã có tác dụng. Trận chiến với con người sẽ còn tiếp diễn, nhưng cho đến lúc đó, Jack và Neytiri cùng nhau đến cây linh hồn, liên kết tâm linh và gặp lại Netayam trong tiềm thức. Thật sự đấy, cái việc kết nối với cái cây nghe giống kiểu chơi đồ vờ lờ. Đây là việc xin chào và hẹn gặp lại.